Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Dầu gió xanh hiệu con ó, dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình đáng tin cậy của bạn. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. DMJ Jam, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Steven Trans Financial, quý khách muốn mượn tiền để mua nhà hoặc refinance nhưng không có việc làm, không có income, gọi ngay 714-791-2222. Nếu tiền lời không rẻ nhất thì không phải là Steven Trần. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Một lần nữa xin hân hạnh chào mừng quý khán giả đến với chương trình Việt Face Today với Trung Tư Lưu và Tyler Diệp. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 6 Tây tháng 6 năm 2023. Tyler xin chào anh Lưu. Không biết là trong mấy ngày hôm nay anh có nghe được những tin gì từ anh Dũng không? Mỗi ngày thì anh Dũng vẫn nhắn tin và email tin tức cho Trung Tư Lưu để biên soạn vào mỗi buổi sáng. Chắc là anh đang diễn bên Pháp rất là vui vẻ và phải nói rằng Trung Tư Lưu sẽ ngồi thế cho đến khi anh về mà thôi. Và còn một cái đợt thế khác nữa. Trong tháng 7 thì Thúy Nga Paris sẽ diễn ở Thái Lan và anh Dũng sẽ là một trong những MC của chương trình Thúy Nga Paris by Night. Thế nên quý vị sẽ gặp lại Trung Tư Lưu nữa trong buổi đó. Còn nếu mà anh Tyler Diệp chịu làm một mình thì Trung Tư Lưu sẵn sàng ở nhà ngủ. Thôi, nếu mà vậy thôi chắc đóng cửa đi coi làm một chương trình khác quá. Thưa quý vị, sang qua các bản tin thường lệ của chúng tôi trong chương trình này thì Ủy ban đặc trách việc điều tra Đảng Cộng sản của Trung Quốc đã tổ chức một nghi lễ để mà tưởng niệm biến cố Thiên An Môn khi mà biến cố này xảy ra vào năm 1989 khi mà quân đội của Trung Quốc đã tàn sát một số các sinh viên biểu tình đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho quốc gia này. Chủ tịch Hạ viện ông Kevin McCarthy đã đứng ra cùng với chủ tịch của ủy ban này là dân biểu Gallagher để mà cùng tưởng niệm cái vụ thảm sát Thiên An Môn ở trước điện Capitol nhân dịp 34 năm ngày mà diễn ra biến cố này. Và quý vị thấy rằng là dù rằng chính trị Hoa Kỳ có chia rẽ đến mức độ nào giữa đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, nhưng mà hễ mà liên quan đến vấn đề hay là hồ sơ của Trung Quốc thì không có cái sự khác biệt giữa hai đảng khi mà liên quan đến những chính sách để mà đối đầu với Trung Quốc trong những năm tới đây. Mình thì rất mong là hai đảng luôn luôn có những cái giây phút hòa bình như thế này thì chắc chắn là Hoa Kỳ cũng sẽ mạnh hơn nữa, thưa quý vị. Một bản tin cho biết hãng Apple có thể chỉ còn một ngày nữa là công bố một cái sản phẩm hardware mới đầy tham vọng nhất của mình trong nhiều năm. Tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu khai mạc hôm thứ Hai tại Cupertino, California, hãng Apple được cho là đã giới thiệu một chiếc tai nghe thực tế hỗn hợp. Tai nghe này rất là đặc biệt, cung cấp thực tế ảo và gia tăng thực tế, một công nghệ phủ hình ảnh ảo lên màn hình trực tiếp video về thế giới thực. Việc phát hành tai nghe rất được mong đợi sẽ là lần ra mắt sản phẩm hardware lớn nhất của hãng Apple kể từ khi họ ra mắt cái đồng hồ Apple Watch vào năm 2015. Nó có thể báo hiệu một kỷ nguyên mới cho các công ty có khả năng cách mạng hóa cách hàng triệu người tương tác với máy tính và thế giới xung quanh họ. Nhưng tai nghe chỉ là một trong nhiều thông báo được mong đợi tại sự kiện này dành cho Apple. Apple cũng sẽ giới thiệu một danh sách dài các bản cập nhật software sẽ định hình cách mọi người sử dụng các thiết bị phổ biến nhất của hãng, bao gồm cả iPhone và Apple Watch. Apple cũng có thể tiết lộ kế hoạch kết hợp AI và nhiều sản phẩm và dịch vụ của mình hơn, đồng thời bắt kịp cuộc chạy đua mới về công nghệ ở thung lũng Silicon. Trong nhiều năm thì ông CEO Tim Cook của Apple đã bày tỏ sự quan tâm đến công nghệ mới mẻ này. Giờ đây thì cuối cùng thì Apple đã xuất hiện để sẵn sàng thể hiện những gì họ đang quan tâm. Và theo The Bloomberg thì tai nghe mới có thể được gọi là Realty One hoặc là Realty Pro, sẽ có giao diện giống iOS, hiển thị video chân thực và bao gồm camera cũng như các cảm biến để cho phép người dùng điều khiển nó thông qua tay, cử động mắt và bằng hệ thống Siri. Thiết bị này cũng được đồn đại là có màn hình hướng ra ngoài, hiển thị chuyển động của mắt và nét mặt,
cho phép người xem tương tác với người đeo tai mà không có cảm giác như họ đang nói chuyện với lại robot nào cả. Và tai nghe mới này giá rất là rẻ, tay Lê Dịp ơi, 3,000 một cái là dự định. Giá chỉ 3,000 mà thôi. 3,000 đây là cái máy mà virtual reality mà đeo đó hả? Đeo đeo đó. Cái máy đeo đó, đeo tai đó. Đeo tai đó. Anh ơi, lâu rồi là chính xác là 3,499 đồng. Cho cái máy này cho cái máy này chắc cho người lớn thì chứ còn con nít thì chưa có tiền để mà chơi cái máy này đâu. Bước qua cái bản tin liên quan đến dân biểu George Santos, thì luật sư của ông George Santos đã đệ đơn yêu cầu thẩm phán đang thụ lý hồ sơ kiện này hãy gìn giữ những tên tuổi của những mạnh thường quân mà đã đứng ra để mà cung cấp cái tiền thế chấp nửa triệu Mỹ Kim để mà cho ông George Santos có thể tại ngoại hầu tra đó. Hãy nên gìn giữ những tên tuổi của những mạnh thường quân này một cách bí mật, chứ đừng để cho công chúng biết về danh tính của họ. Xin nhắc lại thưa quý vị, ông George Santos hiện nay đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố với một loạt các tội danh. Thì một trong những cái điều kiện mà để cho ông có thể tại ngoại hầu tra là phải đưa ra một cái số tiền thế chấp. Thì cái số tiền thế chấp này tòa ấn định là nửa triệu Mỹ Kim. Quý vị biết rằng là tại vì là một cái người lường gạt, một người gọi là vô sản, cho nên ông này làm gì mà có cái số tiền thế chấp như vậy. Nhưng không biết làm sao mà ông lại lôi kéo được một số gọi là người có tiền, người có phương tiện để mà đưa đóng giùm cho ông cái số tiền thế chấp là nửa triệu Mỹ Kim. Thì bây giờ các cơ quan truyền thông bao gồm luôn đài CNN muốn rằng là tòa án phải giải mã tên tuổi của những người nào mà đã đồng ý bỏ ra số tiền này. Tại vì nếu mà ông này ông trốn đi thì coi như là cái số tiền đó là nó sẽ bị bị chính phủ tịch thu. Bên luật sư của ông George Santos thì muốn lập luận rằng là không nên để cho giới truyền thông biết được ai là cái người mà đã đưa tiền ra, tại vì nếu không thôi thì người ta sẽ bị quấy rối, người ta sẽ bị sách nhiễu vì đã đưa tiền ra cho một cái người mà gọi là lường gạt như vậy. Tại sao mà lại có người bỏ tiền ra như vậy? Em không biết ai là người bỏ tiền mà để cho một cái người mà coi như là gian dối từ trên xuống dưới mà để trở thành một nghị viên. Mà tại sao một nghị viên như vậy mà lại vẫn được ở trong, vẫn được một cái nghị sĩ như vậy mà vẫn được ở trong cái Hạ viện Hoa Kỳ? Thì đó, thì bây giờ là mình chờ xem coi rằng là những nhân vật nào, nghe nói là có đến hơn một người đã đồng ý bỏ ra một cái số tiền nhiều như vậy để mà ông George Santos được tại ngoại hầu tra. Tại là Dịp có góp đồng nào không? Vui cái hồ sơ ra đi rồi biết đúng không? Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ bờ biển của Hoa Kỳ cho biết một đám cháy trên một tàu du lịch nhỏ Alaska đã buộc 67 người trên tàu phải di tản hôm thứ Hai vừa qua. Tổng cộng có 51 hành khách và 16 thành viên của trên một cái tàu thám hiểm gọi là tàu du lịch đó, Wilderness Discover, dài 178 foot. Những người này đã được di tản sang một tàu chở khách khác sau vụ cháy. Uncruise Adventure là công ty vận hành con tàu cho biết không có thương tích nào do ngọn lửa bùng lên trong phòng máy. Chủ sở hữu kiêm giám đốc điều hành của công ty cho biết đội ngũ được đào tạo bài bản của chúng tôi đã nhanh chóng dập tắt đám cháy bằng cách sử dụng các giao thức khẩn cấp đã được thiết lập và khi khí carbonic đã được dùng để dập thành công vì sự an toàn của mọi người. Lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ đã nhận được một cuộc gọi lúc 7:30 sáng từ thủy thủ đoàn trên tàu. Và bản tin cho biết chiếc thuyền đang đi trong vịnh Glacier Bay National Park. Lực lượng bảo vệ phòng vệ bờ biển cho biết ngoài việc không có thương vong, không có ô nhiễm trong nước hoặc ảnh hưởng đến việc đi lại của các tàu khác. Một tàu du lịch lớn khác của hãng là Sapphire Princess đã giúp đội thuyền viên di tản hành khách. Một chiếc tàu kéo sẽ kéo cái tàu này về, cùng với 11 thủy thủ đoàn vẫn ở trên con tàu bị hư hại. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định. Cảnh sát trưởng của quận hạt Baxter County tại tiểu bang Texas trong ngày thứ Hai hôm qua tuyên bố rằng là cơ quan pháp luật này sẽ yêu cầu có những cái biện pháp pháp lý chế tài những kẻ đứng đằng sau hai vụ chuyến bay đưa người tị nạn bất hợp pháp từ biên giới Texas tới Martha Vineyard của tiểu bang Massachusetts vào năm ngoái. Ông Johnny Garcia, phát ngôn viên của sở cảnh sát của Baxter County cho biết như vậy, dù rằng là họ nói rằng là
trong thời điểm này họ sẽ không có nêu danh tính của ai cả, nhưng họ đang yêu cầu biện lý cuộc của tại quận hạt này phải truy tố những kẻ liên quan tài trợ những vụ chuyến bay đưa người tị nạn từ biên giới tới những nơi như là Martha Vineyard, cái vụ mà coi như năm ngoái khi mà thống đốc tiểu bang Florida đã chi trả ngân sách để mà đưa 49 di dân từ Venezuela tới Massachusetts hay là Martha Vineyard đó, đã được nhiều người chú ý. Trong thời gian gần đây, quý vị cũng thấy rằng là có đến 2 chuyến bay chở người tị nạn từ Texas đến thủ phủ Sacramento. Chưa ai đứng ra để mà nhận trách nhiệm cho 2 chuyến bay đến tiểu bang California cả. Bên Bộ Tư pháp của tiểu bang Cali vẫn còn đang muốn tìm kiếm danh tính hay là những người gọi là đứng đằng sau cái vụ chuyến bay này. Vẫn còn nhiều chuyến bay mà đáp tùm lum tà la hết. Và thưa quý vị, một nhà văn nữ ở New York đã giành được phán quyết của bồi thẩm đoàn trị giá 55 triệu Mỹ Kim đối với cựu Tổng thống Donald Trump, bắt ông phải trả và không thể thắng trong vụ kiện phỉ báng đang chờ xét xử chống lại ông ta. Vì bồi thẩm đoàn đã đồng ý với ông Trump rằng ông ta chưa bao giờ cưỡng hiếp cô ấy. Luật sư của Trump nói với một thẩm phán hôm thứ Hai là các luật sư đã thúc giục thẩm phán Louis Kaplan bác bỏ yêu cầu của cô Jane Carroll để giành được 10 triệu Mỹ Kim trở lên trong một phán quyết thứ Hai bằng cách viết lại vụ kiện kéo dài 4 năm chống lại ông Trump để phù hợp với những khám phá của bồi thẩm đoàn đã kết luận. Ông Trump vào tháng trước đã lạm dụng tình dục của Carroll trong cái vụ xử hồi tháng trước, thưa quý vị, nhưng không cưỡng hiếp cô. Đó là người ta cho rằng như vậy, và vụ kiện được đệ trình sau khi cô Carroll lần đầu tiên công khai nói trong một cuốn hồi ký năm 2019 rằng ông Trump đã tấn công cô trong phòng thay đồ của cửa hàng bách hóa siêu thị Gottman ở trung tâm Manhattan vào giữa những năm 1990. Sau khi bộ thẩm đoàn nhân sự kết luận thì ông Trump đã lạm dụng tình dục và phỉ báng cô Carroll với những bình luận vào mùa thu năm ngoái và quyết định là cho ông Trump cho cô phải thắng được 5 triệu Mỹ Kim tiền bồi thường thiệt hại. Nhưng luật sư của ông Carroll đã yêu cầu Kaplan sửa đổi vụ kiện phỉ báng ban đầu để yêu cầu thêm 10 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại và trừng phạt mạnh mẽ hơn. Và họ cũng tìm cách bổ sung các tuyên bố phỉ báng bởi vì những bình luận mà ông Trump đã đưa ra tại Town Hall của CNN ngay sau phán quyết của bồi thẩm đoàn hồi tháng rồi. Các luật sư của Trump đã cho rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn ủng hộ quan điểm của Trump trong vụ kiện đang chờ giải quyết rằng ông ấy chưa bao giờ bôi nhọ Carroll bằng cách tuyên bố rằng ông ấy chưa bao giờ cưỡng hiếp cô ấy, và bồi thẩm đoàn đã bác bỏ các cáo buộc hiếp dâm tại phiên tòa. Đó là bên phía của ông Trump đã cho biết như vậy. Và ông Trump là người chưa tham dự phiên tòa cũng đang kháng cáo. Và phán quyết của bồi thẩm đoàn, ông Kaplan thì bây giờ phải quyết định xem có chấp nhận việc viết lại đơn kiện phỉ báng ban đầu hay không, có nghĩa là sẽ tăng lên 10 triệu và những cái quyết định và những cái lời khẳng định của cô Carroll rằng vụ kiện phỉ báng đang chờ giải quyết có thể chuyển sang giai đoạn xét xử hình phạt, vì bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng ông Trump lạm dụng tình dục cô Carroll. Và luật sư Roberta Kaplan, người không liên quan đến thẩm phán, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai là để đáp lại hồ sơ của các luật sư của Trump rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn ủng hộ các tuyên bố trong vụ kiện đang chờ giải quyết. Một bồi thẩm đoàn đồng ý với nhau rằng Donald Trump đã đưa ngón tay của mình vào âm đạo của cô Jane Carroll trái với ý muốn của cô và phỉ báng cô ta khi ông ấy nói rằng ông ấy không biết cô này là ai. Ông ấy chưa bao giờ gặp cô ấy tại cái cửa hàng Bedore Goodman và rằng cô ấy đã bịa ra toàn bộ câu chuyện như một phần của trò bịp hoặc trò lừa bịp, Kaplan nói. Và vụ xử này vẫn tiếp tục, tức là một vụ xử mà phải nói rằng trong nhiều vụ xử của ông Trump phải đối diện, thưa quý vị. Trả lời với bản tin trong phần này cũng tin liên quan đến vấn đề di trú và chính trị. Khi mà thống đốc Gavin Newsom lên trên các mạng xã hội như là Twitter để mà cáo buộc rằng là thống đốc Ron DeSantis có thể sẽ phải đối diện với một số các tội danh liên quan đến vấn đề bắt cóc nếu mà chứng minh rằng là ông là người đứng đằng sau các vụ chuyến bay đưa người tị nạn đến tiểu bang California. Trên Twitter thì thống đốc Gavin Newsom đã viết Ron DeSantis, ông là một người nhỏ mọn và rất là hèn hạ. Đây không phải là Martha Vineyard. Có phải muốn đối mặt với những tội danh bắt cóc hay không? Và cái Twitter đã được đưa ra trong bối cảnh quý vị chắc cũng nghe rằng là đã có đến 2 chuyến bay tư nhân đáp xuống phi trường Sacramento trong tuần vừa qua, chở theo những người tị nạn từ
Texas mà không rõ rằng là ai đã đứng đằng sau để mà trả tiền cho những chuyến bay này. Vâng. Và thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết những ngôi nhà in 3D đầu tiên ở vùng Austin, Texas sắp được rao bán. Bắt đầu từ thứ hai thì cuộc ghi danh đã được mở ra để khách hàng có thể mua bất kỳ ngôi nhà nào trong số những ngôi nhà tương lai ở Georgetown Wolf Ranch. Sự thành công của việc này sẽ giúp cho xác định xem công nghệ xây dựng nhà in 3D mới có thể được phổ biến hay không. Giám đốc điều hành dự án tại Icon cho biết là thật khó để so sánh những ngôi nhà này với những ngôi nhà được xây dựng theo kiểu truyền thống. Sớm thôi chúng tôi tin rằng đây thực sự sẽ là con đường duy nhất để đi. 6 ngôi nhà do robot Vulcan in ra sẽ được rao bán vào thứ Bảy ngày 10 tháng 6 này tại Wolf Ranch, phía bắc thành phố của Austin. Nhiều người đang tìm kiếm thứ gì khác biệt nên tìm kiếm sự đột phá. Một ví dụ về 6 ngôi nhà sẽ được rao bán là một cái nhà coi như là floor plan dice, thưa quý vị, có lẽ là tầng trệt với diện tích là 1.574 bộ vuông. Nó có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và một khu vực bếp. Đây là một căn nhà có giá thấp nhất trong cộng đồng ở đây. Và căn nhà đầu tiên có giá khởi điểm là 475.000 Mỹ Kim. Và họ sẽ tăng lên mức cao nhất đến 500.000 Mỹ Kim, một căn nhà in 3D. Các lớp công nghệ dựa trên xi măng dày đặc đã tạo ra rất nhiều nhiều lợi ích. Và những cái solar mặt trời nữa, thưa quý vị, ở trên đó sẽ làm cho ngôi nhà có thể mát hơn hoặc là ấm hơn. Giá bây giờ thì họ nói rằng cái giá tương tự nhau, nhưng căn nhà này thì ít bảo trì hơn, nên nếu mua nhà 3D thì sẽ có lợi hơn là mua nhà truyền thống. Bạn có nghĩ như vậy không? Rất là ngộ ha. Đối với một số người có cái máy che đầu đó là đã hạnh phúc rồi, chỉ còn mà cái giá luôn thấy vẫn còn rất là cao nha. Ở Texas mà tới 475.000 hay 500.000 một căn. Wow. Phần nửa giá ở tại Washington. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp là hình ảnh mà một phóng viên chuyên về những cái cuộc phóng sự đã ghi nhận lại khi mà cái người phóng viên này đi theo đám đông biểu tình để mà theo dõi rằng là các nghiệp đoàn ở tại Pháp đã phản ứng với cái cải cách về vấn đề lương hưu hay là quỹ hưu bổng của Pháp như thế nào do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra. Trong những video mà quý vị đang thấy đó là những phóng viên thực hiện những phóng sự này đã ghi nhận lại những hoạt động của các người trong những nghiệp đoàn công lập ở tại Pháp đứng ra biểu tình để mà phản đối cái việc mà cải cách cái tiền mà gọi là cái tuổi về hưu từ 62 được nâng lên 64 do đề nghị của Emmanuel Macron đưa ra. Trong video quý vị thấy rằng là những người biểu tình họ đã âm thầm xâm nhập vào trong những cái văn phòng tài chính để mà cướp bóc, đập phá vân vân. Khi mà họ nói rằng là đây là những cái văn phòng tài chính mà có thể vô, tại vì tiền họ lưu giữ trong đây rất nhiều. Thì những người này khi mà họ đi thực hiện những cái hoạt động như vậy cũng cho một số các videographer, đó là những người mà chuyên môn làm phóng sự bằng video đó, đi theo dõi tới để mà đi mà ghi nhận lại những hình ảnh mà gọi là cướp bóc, bạo loạn. Pháp vẫn luôn có những cái văn hóa và lịch sử bạo lực khi mà có những cái sự mà bất đồng liên quan đến các chính sách từ chính phủ đưa ra hay là những cái vấn đề gì đó trong xã hội. Thì người dân khi mà đã xuống đường mà biểu tình có cái nguy cơ bạo loạn nhiều hơn. Ví dụ như là ở tại Mỹ. Ở Mỹ thì chúng ta chỉ thấy lâu lâu mấy năm một lần. Còn bên Pháp thì khi nào mà họ bất đồng với chính phủ thì thường xuyên xuống đường để mà có những cái sinh hoạt như vậy. Dễ dàng xuống đường hơn phải không? Thưa quý vị, một bản tin cho biết là hàng trăm người di cư từng ở trong đồn cảnh sát ở Chicago đang được chuyển đến nhà ở chuyển tiếp tại các trường cao đẳng địa phương. Động thái này là một phản ứng trong một phần trong nỗ lực lớn hơn của chính quyền của ông Tổng thống Joe Biden nhằm đưa người di cư ra khỏi thảm tình trạng quá đông đúc và không an toàn. Những người di cư chủ yếu đến từ miền Trung Mỹ đã ở trong các đồn cảnh sát kể từ tháng 8 năm 2022. Ban đầu thì họ được chính phủ Trump đưa đến Chicago như một phần của chính sách không khoan nhượng, dẫn đến việc hàng ngàn trẻ em di cư bị chia cắt khỏi cha mẹ của chúng ở các đồn cảnh sát. Chính phủ Biden đã từ đó đã chấm dứt chính sách không khoan nhượng, nhưng việc tìm nhà ở lâu dài cho những người di cư ở Hoa Kỳ đã tiến hành rất là chậm.
Kết quả là nhiều người trong số họ đã bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng, sống trong điều kiện quá đông đúc và không an toàn trong các đồn cảnh sát. Việc chuyển đến nhà ở chuyển tiếp là một hành động cứu trợ đáng hoan nghênh cho nhiều người di cư. Nhà ở sẽ cung cấp cho họ nơi an toàn để ở trong khi họ chờ đợi phiên điều trần xin tị nạn. Nó cũng sẽ cho phép họ tiếp cận các dịch vụ như là thực phẩm, quần áo và chăm sóc y tế. Thưa quý vị, cựu thống đốc Chris Christie dự trù sẽ chính thức tuyên bố ông ra tranh cử tổng thống vào đêm hôm nay, đó là đêm thứ ba, tại một cái cuộc họp gặp gỡ cử tri được tổ chức tại tiểu bang New Hampshire. Ông Chris Christie sẽ đặt hết tất cả những vốn liếng của mình vào cử tri ở tại tiểu bang New Hampshire, một tiểu bang mà kế bên cạnh tiểu bang nhà của ông khi mà ông vẫn còn làm thống đốc của New Jersey. Ông Chris Christie trước đây từng là một đồng minh của Donald Trump, nhưng sau đó đã quay lưng lại với ông Donald Trump sau khi mà ông Trump cương quyết phủ nhận kết quả bầu cử tổng thống của năm 2020. Và ông Chris Christie sẽ gia nhập một cái danh sách có nhiều ứng cử viên tranh cử tổng thống bên đảng Cộng Hòa, bao gồm luôn kể cả nhân vật đứng đầu hiện nay, đó là ông Trump, nhân vật đứng thứ hai là thống đốc Ron DeSantis và một số các ứng cử viên khác như là Nikki Haley, Tim Scott. Cựu tổng thống Mike Pence dự trù sẽ tuyên bố chính thức cái cuộc tranh cử của mình vào ngày mai, ngày thứ tư trong tuần, tại tiểu bang Iowa. Sau khi mà tham vấn mà họ có những cái dò bản thăm dò đó, cái phần trăm của họ rất ít, mà sao mà họ vẫn tiếp tục ra tranh cử chỉ cho tốn tiền ta? Vì họ hy vọng rằng là khi mà họ được giới thiệu với cử tri qua những cái phần gọi là tranh luận đó, thì nếu mà họ may mắn thì một trong bốn tiểu bang đầu tiên mà bỏ phiếu thì cử tri sẽ cho họ một cơ hội. Ví dụ như nếu mà anh không biết, anh Lưu có nhớ không, 4 năm trước không ai biết cái ông Pete Buttigieg lại cả. Nhưng mà vì cái sự cố gắng của ông ở trên vấn đề tranh luận và sau đó đi gặp cỡ cử tri đó, ông thắng được tại tiểu bang Iowa, và thắng được tiểu bang Iowa cho nên mới được Tổng thống Biden mời làm Bộ trưởng Bộ Giao thông sau khi mà ông Biden đắc cử. Thì có một số người này đó, khi mà họ ra tranh cử, không hẳn là để họ nghĩ rằng là họ sẽ thắng được Tổng thống, mà họ chỉ cần là họ có một cái biểu hiện xuất sắc vượt trội những cái sự mà gọi là đồn đoán của dư luận đó, mà họ chỉ cần vào được hạng nhất, hạng hai tại một số cái tiểu bang then chốt thì họ có thể được mời đứng vào liên danh của người đứng đầu. Hay là khi mà người đứng đầu thắng đó, thì họ có thể được mời vô trong nội các. Bây giờ thì hiểu rồi. Thưa quý vị, một bản tin khác cho biết người mẹ của một cậu bé mà cậu bé 6 tuổi thôi, cậu này bị cáo buộc là bắn trọng thương giáo viên lớp 1 của mình hồi đầu năm nay ở Virginia. Hiện tại mẹ cậu bé phải đối mặt với hai cáo buộc liên bang mới, theo tài liệu của tòa án đệ trình hôm thứ Hai vừa qua. Deja Taylor đã bị buộc tội sử dụng bất hợp pháp một chất bị kiểm soát trong khi sở hữu súng và khai mang trong quá trình mua súng. Các cáo buộc mới theo sau các cáo buộc trọng tội được đệ trình vào hôm tháng 4. Cáo buộc của Taylor đã bỏ bê và gây nguy hiểm cho trẻ em. Taylor đã cố ý đưa ra một cái tuyên bố sai sự thật và hư cấu bằng một cái văn viết bằng giấy cho Winfrey Firearm, tức là cái cơ quan, một cửa hàng bán súng ở Grafton, Virginia, nơi cô đã mua một khẩu súng lục bán tự động 9mm. Và tòa án đã cáo buộc cô như vậy và cũng cáo buộc rằng Taylor đã khai mang trong các mẫu đơn đăng ký của Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ rằng cô không có sử dụng cần sa, mặc dù cô đang sử dụng trái phép loại thuốc này. Cô giáo nạn nhân tên là Abby Wagner là một cô giáo, giáo viên 25 tuổi tại trường tiểu học ở Newport News, Virginia, thì đã bị người học sinh này 6 tuổi thôi bắn vào tay, vào ngực vào ngày 6 tháng Giêng. Khi cô đang ngồi ở bàn đọc sách trong lớp học của mình, cô đã trải qua gần 2 tuần trong bệnh viện và trải qua 4 cuộc phẫu thuật kể từ khi vụ nổ súng xảy ra. Trong khi cậu bé thì không bị buộc tội liên quan đến vụ nổ súng, đại bồi thẩm đoàn thì đã trả lại bản cáo trạng cáo buộc người mẹ của cậu bé với tội bỏ bê trẻ em và tội nhẹ là liều lĩnh để lại một khẩu súng đã nạp đạn gây nguy hiểm cho một đứa trẻ. Và bên phía của cô giáo thì hiện tại đang đòi một mức bồi thường rất là cao, lên đến 40 triệu Mỹ Kim, vì đã tố cáo các giới chức nhà trường đã sơ suất nghiêm trọng, đã phớt lờ nhiều cảnh báo rằng cậu bé đã có súng và đang ở trong tâm trạng bạo lực vào ngày xảy ra vụ xả súng. Có nghĩa là cô này đã được báo, cô thấy cái hình trạng đó, có thấy cậu bé cầm súng và đang rất là
bạo lực đó thì cô đã báo rồi, nhưng mà trường thì phớt lờ. Thưa quý vị, trong câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi luôn muốn đề cập đến một vấn đề của người di cư. Người di cư tức là di dân đó, thưa quý vị, thì nhìn California cũng như là nước Mỹ nói chung đó là một vùng đất vàng và một vùng đất hứa của tất cả mọi người, ngay cả chúng tôi, chính những người gốc Việt của chúng ta. Chúng ta may mắn thì được đến với Hoa Kỳ bằng những cái tấm vé chính thức. Tuy nhiên có nhiều người dân khác họ sống trong cái cảnh bần hàn và họ có những cái điều kiện gọi là rất là cực khổ ở nơi họ sinh sống, nên họ tìm đến một cái vùng đất mới. Và Hoa Kỳ luôn luôn là một nơi để họ mở rộng cánh cửa cho rất là nhiều người, ngay cả những di dân mà đã vào được Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì mỗi thời gian nó lại khác nhau. Và thưa anh Tài Lê Diệp, là chúng tôi luôn thấy rằng trong mấy cái những năm gần đây thì với những chính sách thắt chặt hơn thì di dân đã có những bị những cái hạn chế rất là nhiều. Tuy nhiên họ cũng vẫn tìm cách để tràn qua biên giới. Và những cái vụ mà chở máy bay từ hay là chở xe buýt từ những người di dân từ tiểu bang này sang tiểu bang khác đó, thì theo chúng tôi luôn thấy là không biết rằng tại sao lại có những cái chuyện mà những cái tiểu bang đó không có mở cái cửa. Họ đó là họ vì dân túy, vì dân tiểu bang đó họ không thích người di cư, hay là bởi vì những nhà chính trị họ đang làm để họ kiếm phiếu. Và theo như Tài Lê Diệp thì cái vấn đề đó, trong cái vấn đề mà nói về cái vấn đề đạo đức bình thường thôi, thì bạn thấy cái điều đó đúng hay sai? Và mình phải như thí dụ như những tiểu bang mà đem con bỏ chợ, tức là những vị khách không mời mà đến đó, mà cứ thảy vô nhà người ta bất kể như vậy, thì bạn thấy cái điều đó đối với quan điểm của bạn là như thế nào? Hình như anh hỏi tới 4 câu lần đúng không? Hai câu thôi. Giờ anh cút lại 2 câu. Bạn nghĩ là cái vấn đề này theo như là về cái vấn đề đạo đức đó, thì vấn đề này đúng hay sai? Và chuyện thứ hai là quan điểm của bạn về những cái người mà những cái tiểu bang mà cứ đem con bỏ chợ, tức là sách đem bỏ trút trách nhiệm của những tiểu bang khác mà không có một cái sự liên hệ, không có nói trước, không có một cái thông báo gì hết, mà kiểu như là đẩy giống như là mình quét rác đúng trong rồi, nhà vậy đó. Bây giờ tôi trả lời cái câu hỏi thứ hai trước ha. Là cái việc mà gọi là anh cho là đem con bỏ chợ đi. Cái từ tôi nghĩ rằng là cái từ mà đem con bỏ chợ đó là mình lấy cái trách nhiệm của mình để mình quăng cho người khác, đúng không? Thì những cái tiểu bang ví dụ như là Texas, Arizona hay là Florida đó, thì họ sẽ nghĩ rằng là đây không phải là mấy đứa con của tôi, đây là giống như là mấy đứa con hàng xóm nó chạy qua nhà của tôi, nó muốn ở qua đêm mà tôi không có đủ phòng đủ giường cho nó ở, cho nên là tôi mới tống nó qua nhà của một người hàng xóm thứ ba nữa. Cái đó là không phải là không thể nào nói là không có nhà cho nó ở. Mình tại Hoa Kỳ, cái mức sống của từng tiểu bang thì nó vẫn đều có. Cái vấn đề là cái đó là trút trách nhiệm, mà theo quan điểm của bạn đó là chính trị hay là một cái chính sách? Nó thật sự nó là cả hai. Những thống đốc đảng Cộng Hòa ở tại những tiểu bang vùng biên giới đó, là họ làm như vậy là đúng là có cái mục đích chính trị ở trong đó, là tại vì cử tri của họ trong tiểu bang đó không thích cái vấn đề mà gọi là di dân bất hợp pháp. Và khi mà họ chuyển những cái người di dân này đến những thành phố mà ở phía Bắc đó, thì nó cũng có mục đích. Ví dụ như mục đích như này, tại sao mà họ chọn những địa điểm mà họ đã chọn, chứ không phải là họ cứ tống đại đi tới những nơi khác. Họ chọn những địa điểm nào? Họ chọn những địa điểm như là California, Chicago, Illinois, New York, coi như là tư dinh của bà Phó Tổng thống Kamala Harris. Họ chọn những địa điểm này là những địa điểm thành phố có khuynh hướng rất là cấp tiến, đã thông qua những dự luật có tên là Sanctuary City, cho phép các di dân bất hợp pháp có quyền ở tại thành phố này mà không cần cái sự mà gọi là ràng buộc của pháp lý. Tại vì những thành phố này nói rằng là chúng tôi rất là tự hào để mà hoan nghênh những di dân không cần biết là hợp pháp hay hợp pháp vô cho chúng tôi ở. Thì các tiểu bang mà do các thống đốc Cộng Hòa mà kiểm soát đó, họ mới bắt đầu gọi là dùng lại cái chiêu bài đó, nói rằng là ok, nếu mà các ông các bà hoan nghênh những di dân bất hợp pháp này tới nha, thì tôi đưa tới cho mà gọi là cho biết chừa luôn.
đưa đến nhiều đến nỗi mà thành phố New York bây giờ nói rằng là tôi hết chỗ cho ở rồi. Uh-huh. Chính quyền liên bang, nhưng mà ít ra họ vẫn tiếp nhận, đúng không? Đúng, nhưng mà bây giờ nè, họ tiếp nhận mà bây giờ là họ nói rằng là họ khóc, họ nói hết chỗ ở rồi. New York trong tuần trước đó nói rằng là chỉ nhận được tài trợ từ chính quyền liên bang có 40 triệu thôi, mà bây giờ chia ra hết cả tỷ đồng để mà gọi là tìm những nơi ở cho những người này. Tại vì quý vị đừng có nghĩ rằng là chỉ dựng một cái lều hay là cho một cái trung tâm qua đêm nha. Khi mà họ tới đó là còn phải chăm sóc y tế, đưa các con em của những cái người dân này đi học hay là giữ trẻ, cung cấp thực phẩm cho họ ăn và tìm kiếm một số các dịch vụ xã hội khác nữa. Cho nên nó không phải là mở cái building cũ ra rồi dọn ra cả trăm cái giường rồi cho họ ở đây. Nó còn nhiều cái vấn đề khác lắm. Thì bây giờ những nơi như là New York hay kể cả thành phố Chicago đó đều kêu gào rằng là không đủ khả năng để mà tiếp thêm các thành phần di dân này từ phía khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ nữa. Đó là về cái vấn đề mà là tại sao mà các thống đốc Cộng Hòa chuyển mấy người này đi. Bây giờ trở lại với câu hỏi đầu tiên của anh nha, là về vấn đề đạo đức. Cái chữ đạo đức á, nó hơi mơ hồ để mà cho tôi trả lời một cách gọi là trắng đen với lại quý khán thính giả. Ví dụ như có nhiều chuyện đi, bạn nghĩ là đạo đức nhưng mà tôi nghĩ đó là chuyện không đạo đức. Bạn nghĩ đó chuyện là bình thường mà tôi nghĩ đó chuyện là phi đạo đức. Nội cái chuyện phá thai thôi mà quý vị thấy rằng là nhà thờ Công giáo nói rằng là chuyện phá thai là một chuyện gọi là vô thần, mất đạo đức. Nhưng những người bình thường mà bây giờ mình không có cái lòng tin nhiều về vấn đề tôn giáo thì mình nghĩ cái chuyện phá thai là cái chuyện bình thường của phụ nữ, tự giải quyết với lại bác sĩ của họ, với gia đình của họ, mắc mớ gì người ngoài xem vào làm gì. Thì cái chuyện đạo đức mà nói rằng là bây giờ có nên cho di dân bất hợp pháp vào trong coi như là nội cảnh của nước Mỹ hay không đó, mà vô rồi đó mình phải cung cấp dịch vụ xã hội cho họ đó, thì cái chuyện đó đó cái đó. Câu này nó hơi chút xíu nè. Thưa quý vị, chúng tôi luôn muốn hỏi rằng không phải là vấn đề là có nên cho hay không. Đương nhiên là vấn đề mà di dân bất hợp pháp thì không có tiểu bang nào muốn cho vô hết. Tuy nhiên chúng ta nói là vấn đề mà chúng tôi luôn nói là vấn đề là di chuyển đó. Mình thấy là đem con người ta cũng như là quét rác ra khỏi tiểu bang mình đó, đi bỏ bên California, bỏ bên New York, bỏ bên Chicago mà không có một cái contact, không có một cái sự báo trước, không có gì hết. Chỉ có đem qua thì cái vấn đề đó là giống như không, là nếu mà nói như anh ấy, thì bây giờ tôi nói ngược lại nha. Khi mà họ vượt biên từ Venezuela, vượt biên đường bộ đi tới Mexico đó, họ gian nan, họ đi bộ để mà họ mới đến được biên giới phía nam của nước Mỹ. Còn này họ đến được rồi, những người này gọi là quá là gọi là sợ đi, mua vé bay cho anh bay đi, đúng không? Đâu phải là bắt anh lặn lội đi bộ từ Texas tới California đâu, mà lần này là cho anh dịch vụ VIP, mua cho anh một vé bay để anh đi chứ bộ chưa tôi bắt anh đi. Nhưng mà từ nước Mexico mà đi qua được cái biên giới Mỹ đó, nó cũng phải gian nan là vượt biên, biết bao nhiêu người bị bắt lại, bị đúng rồi lại. Nhưng mà chúng ta nói là trong cái tình trạng là bởi vì chúng tôi luôn cũng là người di dân và bạn cũng là người di dân, nên đúng chúng rồi. Ta cũng may mắn hơn thôi là mọi chúng ta có một cái tấm vé chính thức. Còn những người này họ đi tìm cái tương lai của họ không bằng tấm vé chính thức. Và cái chuyện mà chúng tôi luôn thấy là đem thực sự là nếu mà Diệp ơi, Taylor ơi, tối nay luôn có người bạn tới nhà mà không có chỗ ở, nên thôi tối nay cho bạn có thể tiếp cho một ngày, hai ngày hay một tháng gì đó không? Không, cái này không có nói gì hết trơn. Không, à? Tôi sẽ nói với anh là không có nha. Không, bạn cái đó là bạn của anh chứ không phải là bạn của tôi. Còn bây giờ tôi đặt tôi vô là cái người tị nạn này, cái này tôi đã nói một cách rất là thẳng thắn. Nếu mà tôi là cái người tị nạn từ Venezuela đi, tôi đã đổ bộ ra cả ngàn dặm đến được đây. Mà có ai nói với tôi đó, bây giờ ông bà lên nha, đừng có hỏi đâu hết trơn á. Đây là chiếc máy bay tư nhân nè, cứ lên đi, tôi chở đi tới California. Thì đương nhiên là họ họ sẽ rất là vui. Họ là những người di dân, đưa tới đâu thì họ sẽ đi tới đó. Bởi vì bà Đức trong nước Mỹ rồi, chúng ta nói là vấn đề giữa những người không phải là người di dân, mà giữa những người, những thống, những tiểu bang. Những thống đốc với nhau đó hả? Cái đó thì tôi còn cười vô mặt của anh nữa. Tại vì anh là cái người đứng đó tự hào, vỗ ngực rằng là
tiểu bang này là tiểu bang mà gọi là rất là cấp tiến, chuyên cưu mang cho những người tị nạn, đúng không? Ông cưu mang đi thì tôi tặng cho ông thêm cả ngàn người di dân để cho ông cưu mang. Quá ác quá. Thưa quý vị, mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau, nhưng mà thôi, chúng ta chỉ nhìn vào một cái vấn đề và hy vọng rằng tất cả những người nào, chúng tôi luôn nghĩ rằng những người nào đã bước chân được đến Mỹ và có một cơ hội này hay một cơ hội khác, trừ khi làm việc phi pháp hoặc là tội phạm thôi, thì tất cả mong rằng họ có một cái cuộc sống an bình hơn. Với những câu chuyện trong ngày hôm nay thì chúng tôi xin tạm chấm dứt chương trình ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai và chúc quý vị những giây phút còn lại trong ngày vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Dầu Gió Xanh Hiệu Con Ó, dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình đáng tin cậy của bạn. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Steven Trans Financial, quý khách muốn mượn tiền để mua nhà hoặc refinance nhưng không có việc làm, không có income, gọi ngay 714-791-2222. Nếu tiền lời không rẻ nhất thì không phải là Steven Trần. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá, thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn. Bạn đang cần chiếc loa karaoke nhỏ gọn, mạnh mẽ, giá rẻ, thiết kế cực đẹp và có thể mang đi khắp nơi với pin tích hợp. Loa karaoke sách tay Tamon S1 chính là lựa chọn của bạn. Công suất 2000W max, 3 đường tiếng, 2 microphone pin siêu bền bỉ, có thể thao giọng hát của bạn, echo reverb cực hay. Nhiều cổng kết nối như HDMI, Bluetooth, USB. Tamon S1 đang có giá ưu đãi rất tốt cho khách hàng Việt Face TV. Chỉ với 799 đồng, bạn sở hữu chiếc loa All-in-One cao cấp nhất hiện nay, nhiều màu sắc lựa chọn. Giá Hưng, nhà cung cấp thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. 407-704-6970. Để đến với DMJ Gems kim cương nhân tạo Lab Brown Diamond và Moissanite 3D Arizona, DMJ Gems chuyên cắt kim cương nhân tạo có giấy giám định quốc tế như là GIA và IGI. Chúng tôi chuyên bán sỉ và lẻ đặc biệt kim cương thiên nhiên và chúng tôi có đủ loại hình dạng và đủ màu sắc cho các loại kim cương như Lab Diamond, Natural Diamond và Moissanite. Chúng tôi bảo đảm hoàn tiền lại 100% nếu không đẹp như kim cương thiên nhiên. DMJ Gems đang sell xoàn Moissanite 3D Arizona made in USA hiệu Forever One và Mint Forever, 1 carat nước DFL Super Ideal cut 500 nhĩ kim Labron Diamond hiệu IGI và GIA, 1.17 carat nước D VVS1 Ideal cut 1500 nhĩ kim GIA, 2500 nhĩ kim, 2 carat nước E VVS2 Ideal cut 1900 nhĩ kim GIA, 4200 nhĩ kim. Xin gọi DMJ Gems 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696. YouTube DMJ Gems, free shipping, free refund, giá wholesale và đang cần đại lý trong và ngoài nước. Website DMJ Gems. Trong suốt tháng vừa qua, đã có hàng trăm khách hàng gọi đến cho Si Bình Trần và hỏi cùng một câu hỏi: tôi không có việc làm, tôi không chứng nhận được income, tôi từ Việt Nam mới sang, tôi không có tín dụng, có thể mượn tiền để mua nhà hay không? Yes, 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 hãy gọi ngay Si Bình Trần Financial 714-791-2222. Tiền lời rẻ nhất, chắc chắn là rẻ nhất. Bởi vì không rẻ nhất, không phải là Steven Chen. Tâm Đoàn mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Ca sĩ Tâm Đoàn đã tạo ra mỹ phẩm đồng dưỡng da đa hệ thích hợp mọi lứa tuổi, loại da, màu da nam và nữ. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoàn đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền trong 4 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ, ngăn chặn nếp nhăn ngay từ lúc chúng hình thành. Căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non và khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám nên mua xài đi. Mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra. Rất là căng, chị rất là thích, không phải đi mổ nữa. Đúng rồi, không như một vòng đào như cái gì nữa. Không cần trồng đỡ nữa. Cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mổ. D1 will make the difference. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời.
Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.